sinh hoạt Tết Nguyên Đán mùng năm Tết, dạ con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng có lời dẫn nhập bài học. Buổi học ngày hôm nay con kính nhân Minh Đánh Sư. Là một bức thầy giảng kính lễ thưa thượng tọa như tôn đức thượng quý phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi rời Việt Nam năm 17 tuổi và năm nay chúng tôi bước qua năm 60 tuổi. Có thể nói rằng bốn mươi bảy năm sống ở quê người, một cái Tết đến thì nó gợi nhắc rất là nhiều những gì thuộc về thời thơ ấu, mà có lẽ là một ở trong những điều mà khiến cho chúng tôi nghĩ nhiều, đó là những cái âm thanh quen thuộc của ngày Tết. Và khi còn ở miền quê đó, thì có một từ ngữ mà người miền quê xài rất là nhiều, nhưng mà sống ở xứ người thì chúng tôi rất ít khi nghe người ta đề cập đến trong sinh hoạt hàng ngày. Đó là chữ ra duyên. Ra duyên, duyên là tháng giêng, thưa quý vị. Tháng giêng là tháng đầu năm. Mà thông thường thì khi bước vào cuối năm, người ta có một chữ rất là dễ thương là tháng Phật. Không nói tháng 12, tôi nói tháng Chạp. Và khi tháng Chạp đến thì đa phần là người miền quê nghĩ nhiều đến cái chuyện vui xuân, đón Tết. Nhưng mà rồi có nhiều công việc mà có tính cách như là làm việc hay là một cái đề án quan trọng thì người ta hay hẹn lại tới ra duyên. Đại khái là qua Tết rồi thì mình nên bắt tay vào việc. Nó có nhiều lý do, nhưng mà có lẽ một lý do chính là để tập trung ăn Tết cái đã, rồi ra duyên rồi tính. Đó là câu nói mà ở rất nhiều người miền quê, ra duyên rồi tính. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta đã đi qua mùa 1, mùa 2, mùa 3, mùa 4 và trước đó là giao thừa. Và hôm nay là nói theo danh từ của miền quê là còn mùng. Cũng còn mùng, tức là hôm nay là mùng năm cũng còn mùng. Nhưng mà chúng ta cũng tạm gọi là bắt đầu, mình phải nghĩ đến là hôm nay là ngày cuối cùng của sinh hoạt Tết Nguyên Đán. Và để làm một cái cầu nối giữa những ngày sinh hoạt đặc biệt Tết Nguyên Đán cũng như trở lại với sinh hoạt bình thường, thì chúng tôi đặc biệt là dành ngày hôm nay không có pháp thoại tân niên, mà thay vào đó thì chúng ta sẽ thảo luận về cái định hướng sinh hoạt của rừng Phật Pháp Bố Thí Dhamma ở trong năm nhâm dần. Và quý vị nói, chúng ta đã 21 năm rồi sinh hoạt rừng Phật Pháp Bố Thí Dhamma, chẳng lẽ chúng ta có một cái hướng mới thôi? Đúng ra thì chúng ta có cái căn bản vẫn vậy. Nhưng mà thưa quý vị, mặc dù chúng ta có một căn bản, không có nghĩa là chúng ta không có những cái màu sắc sinh hoạt mới. Bởi vì một ở trong những điều mà chúng ta làm là phải luôn luôn cải thiện. Chúng tôi ngồi xem lại một số những email cũng như một số điều mà quý Phật tử hỏi chúng tôi trong năm qua. Hôm nay thì
Nhưng cái ngày chuyển tiếp giữa sinh hoạt đặc biệt của Tết Nguyên Đán và ngày mai chúng ta trở lại với giáo trình thắng pháp, tức là sinh hoạt bình thường, thì chúng ta thử đem những điều mà quý Phật tử đã email hỏi cũng như có đề nghị đó để thảo luận với chư Tăng. Và hôm nay là ngày cuối cùng của 6 ngày từ 29 Tết cho đến hôm nay là mùng 5, thì chúng ta vẫn có phần nghi thức lễ tam bảo và tụng kinh Phật lịch. Hôm nay chúng ta nói về những cái quy đức của Đức Phật như là một sự định tưởng về quy đức của Phật để mang cái phúc lành cho tất cả chúng ta khởi sự cho cái sinh hoạt của năm mới. Mình nói như tạm nói như vậy theo kiểu dân gian đi. Chúng ta bắt đầu cái gì thiêng liêng, chúng ta bắt đầu với cái gì cao cả, thì trong lòng chúng ta hình ảnh của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật và quy đức của Đức Phật là thiêng liêng cao cả nhất. Và hôm nay cũng khác biệt hơn là những ngày vừa qua. Chúng ta sẽ bắt đầu với đạo tư của Thượng tọa Từ Siêu và sau đó là phần nghi thức. Xin thay mặt đại chúng trung rung kính thỉnh Thượng tọa Từ Siêu ban cho đạo tư tân niên. Kính cung thỉnh Thượng tọa. Arahang sama sambutu pakwa putang pakwa tang afikwa libi swakato pakwa ta thamu thamang namasami subati pando pakwa to sawaka sangku sangkhang namami. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh viên tri, đảnh lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn, đảnh lễ tăng chúng đệ tử Thế Tôn bậc thiền hạnh. Kính bạch chư Tông Đức, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay là ngày một năm Tết. Chúng ta còn sinh hoạt Tết Nguyên Đán, kết thúc cho những ngày sinh hoạt đầu năm. Hôm nay chúng ta có một cái buổi họp mặt giữa chư Tôn Đức và quý vị Phật tử để chúng ta định hướng tu học lớp Phật pháp của Thầy Tâm Má năm Nhâm Dần. Trước hết, chúng tôi xin có vài điều để gửi đến toàn thể chư tăng và quý tu nữ Phật tử. Cũng là lời chúc đầu năm xin kính chúc toàn thể chư tăng, quý tu nữ và chư Phật tử chúng ta một năm mới sức khỏe khang kiện, trí tuệ minh mẫn và chúng ta tiếp tục
tu học Phật pháp cho tốt. Kính thưa quý vị, năm mới chúng ta bắt đầu cái gì cũng mới, thì duy chỉ có cái tuổi của chúng ta là không có mới. Và cái thân xác của chúng ta nó cũng không mới. Mỗi một năm trôi qua thì tuổi thọ chúng ta càng chồng chất. Như năm nay Thượng Tọa Giác Đẳng đã là 60 rồi, chúng tôi thì 62 rồi. Và quý vị cũng đã tăng thêm tuổi rồi. Những Phật tử chúng ta 70, 80 thì chúng ta bắt đầu từ lão mại này đến lão mại khác. Thêm nữa là cái thân xác của chúng ta đã suy. Một câu pháp cú mà Đức Phật Ngài đã dạy, Parichin năng idang rupang Rogani thang và thang hù răng Phích chỉ tí bù tí sanh đề hô Mà ra nàng tăng hì chi vui tăng. Hãy luôn luôn chúng ta quán tưởng rằng sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mộng manh, đóng hôi thúi đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Hôm nay chúng tôi dám nói như vậy là bởi vì hôm nay qua một năm rồi thì chắc có lẽ Phật tử chúng ta cũng không có kiêng cử gì, không có e ngại gì khi mà chúng ta nói cái lý pháp đó. Nhưng thật sự thì chúng ta dù có trốn, có tránh, chúng ta cũng không thể nào mà thoát khỏi cái sự thật. Khi mà tuổi già đã đến, việc nên làm, chúng ta hãy xem lại chúng ta có làm xong chưa. Và những gì cần phải làm thì bước qua năm tới chúng ta hãy cố gắng để thực hiện cho nó hoàn tất. Có như vậy thì chúng ta không uổng phí cái cuộc đời của chúng ta. Yatha pipuphang rasimhang pupparasimha tayatra pahu malakunde ewang jate namache na katapang pahum kusalam. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy nên dùng thân sanh tử để làm nhiều thiện sự. Ở trong cuộc đời của ta, tất cả những gì thuộc về vật chất, kể cả cái xác thân này, rồi chúng ta phải ra đi bỏ tất cả. Asapoluko sapangpahaya gamriyam. Chỉ có phước báo mà chúng ta đã tạo được, chính phước báo đó
là người bạn đồng hành với mình trong tương lai. Từng bộ kinh mà chúng ta đã có học rồi đó, thì do vậy mỗi một điều chúng ta đều phải tự nhận biết chúng ta phải làm gì và chúng ta phải thành tựu cái gì trước khi tuổi già và cái chết nó đến với chúng ta. Ở đây thưa quý vị, một người đệ tử Phật khi hiểu biết được pháp của bậc đạo sư đã thuyết giảng, thì chúng ta cần phải làm cái điều đó nhiều hơn nữa. Chúng ta hãy tu tập như trăng thượng tuần. Trăng thượng tuần tức là mùa trăng bắt đầu kể từ lối mùng trở đi cho đến rằm, gọi là trăng thượng tuần. Còn từ 16 cho đến cuối tháng thì gọi là trăng hạ tuần. Tại sao chúng ta tu tập như trăng? Thế nào là tu tập như trăng thượng tuần? Ở đây thưa quý vị, trăng thượng tuần càng ngày càng đầy đặn. Từ lối mùng thì trăng còn lưỡi liềm, dần dần qua mùng 8, mùng 9, mùng 10 trăng đầy hơn, và cho đến rằm thì trăng tròn vần vện. Thiện pháp mà chúng ta làm cũng vậy. Bước sang năm mới, hồi năm rồi thì thiện pháp của chúng ta đã làm, phương báo của chúng ta đã làm đến chừng đó, nó vẫn còn thiếu, chưa có đầy. Năm nay và năm sau nữa, nếu mà chúng ta còn sống thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta làm cho nó đầy. Đó là chúng ta tu tập như trong thượng tuần, là càng ngày cái phần trăng càng vung đầy đến tròn. Thứ hai, trăng thượng tuần là cái mùa trăng mọc sớm, bắt đầu kể từ lối mùng trở đi, ban ngày cỡ khoảng chừng 2-3 giờ chiều là chúng ta nhìn lên bầu trời là chúng ta đã thấy có xuất hiện mặt trăng rồi đó. Quý vị ở, quý vị nào ở cái vùng thôn quê, quý vị ra giữa giang đồng hoặc là đi ở trên sông, quý vị nhìn lên bầu trời, quý vị sẽ thấy mặt trăng lối mùng là ban ngày đã có rồi, chiều là đã có rồi, mọc sớm lắm thưa quý vị. Cũng như trong cái việc tu tập, chúng ta khi đã biết được cái gì cần phải làm là chúng ta làm nhanh làm sớm, chúng ta đừng có lần lựa, đừng có hẹn mai hẹn mốt,
mà chúng ta phải làm nhanh làm liền. Như vậy thì chúng ta mới nắm bắt được cái cơ hội để chúng ta tu tập được nhiều. Còn nếu chúng ta cứ hẹn lần lựa để vài năm nữa hãy tu, hay để một lúc nào đó sau khi ổn định nghỉ hưu rồi mới tu vân vân, thì như vậy có chừng đã quá muộn. Cho nên chúng ta phải tu tập chư tăng thượng tuần là như vậy. Lại nữa thưa quý vị, tăng thượng tuần là cái thời gian mà ánh sáng lung linh đẹp nhất ở trong một tháng. Ánh sáng dằng dặc chúng ta tu tập mỗi một ngày, cái trí tuệ của chúng ta phải sáng suốt thêm, sáng suốt hơn bằng cái sự chánh niệm tỉnh giác và chánh tri kiến. Nếu như mà mỗi một ngày trí tuệ của chúng ta nó càng lục đi, mờ đi, thì như vậy là chúng ta bị lưu sụp. Cho nên chúng ta hãy tu tập như tăng thượng tuần là cái thời điểm ánh sáng rạng rỡ hơn ở trong tuần tháng, rạng rỡ hơn ở trong cái mùa trăng hạ tuần. Rồi lại nữa thưa quý vị, cái mùa trăng thượng tuần là cái thời điểm ánh trăng nó đem lại cho người ta rất nhiều cảm hứng, vui vẻ với ánh trăng, hoan hỷ với ánh trăng. Cũng vậy, cái sự tu tập của quyền giả hãy tu tập như thế nào để mọi người nhìn vào họ cảm thấy hoan hỷ, thì như vậy chúng ta cố gắng chúng ta tu tập như thế đó. Nhất là những vị đã xuất gia lâu năm, những Phật tử đã quy y lâu năm, khi mà chúng ta đã thâm niên tu đạo, chúng ta phải tỏ rõ cái hạnh đức tu tập của mình để làm cho những người khác mà nhìn vào họ thấy hoan hỷ, giống như là người ta nhìn vào cái ánh trăng thượng tuần vậy đó, người ta có sự vui vẻ, có sự hưng phấn. Trong cái dịp năm mới đó, chúng tôi xin có vài lời để chúc Tết đến toàn thể chư tăng, tu nữ và chư Phật tử chúng ta. Trong cái lời đạo từ này, chúng tôi chỉ mong mỏi làm sao tất cả mọi người chúng ta bước sang năm mới, chúng ta có sự tu tập tiến bộ giống như trăng thượng tuần, những điều mà chúng tôi trình bày khi nãy. Và mong rằng lớp Phật Pháp Buddha Thamma luôn luôn lúc nào cũng đi trước
lúc nào cũng đều đặn và lúc nào cũng đem lại nhiều lợi ích hoan hỷ bằng cái sự học pháp diệt tâm và bằng cái sự tu tập của mỗi một cá nhân. Thì như vậy đó là điều mà tất cả chúng ta đều mong mỏi. Nam mô Bổn Thầy, xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Sa thú kính riêng Thượng Tọa Thượng Sư với đạo từ vừa rồi. Thưa quý vị, chúng ta là Phật tử không có điều gì quan trọng khi bắt đầu mọi thứ bằng sự thể hiện cái niềm tin trong sạch của chúng ta đối với Tam Bảo, đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Và khi nói đến niềm tin ở Tam Bảo được tăng trưởng, được chân chánh, thì thưa quý vị, chúng ta có thể làm được một điều, đó là lễ Tam Bảo với sự thành tâm. Chúng tôi xin lỗi quý vị là trong chương trình thì chúng tôi có để là phần lễ Tam Bảo sẽ sau cái phần trình bày về định hướng của Trung Phật Pháp Buddhatama, nhưng mà chúng tôi thấy rằng phần định hướng đó nên đi chung với phần thảo luận. Do vậy trước khi mà trình bày về định hướng của Trung Phật Pháp Buddhatama thì chúng ta sẽ đi vào phần nghi thức lễ Tam Bảo. Và hôm nay nhân cái buổi lễ của ngày mùng năm Tết để bắt đầu cho ngày mai chúng ta trở lại sinh hoạt bình thường, chúng ta hãy cùng nhau niệm tưởng về ân đức của Phật qua bài kinh Phật Lực. Và bây giờ thì để xin cung thỉnh Chư Tăng chùa Viện Giác với Đại Đức Tuệ Tri, Đại Đức Tuệ Đức và Đại Đức Tuệ Định xin thỉnh Chư Tăng hoan hỷ bắt đầu cho khóa lễ. Và một lần tất cả chúng ta sẽ trang nghiêm tam nghiệp để cùng đánh lễ Tam Bảo cũng như niềm tưởng nguy đức của Đức Phật. Xin kính cung thỉnh Chư Tăng. Vâng, kính lễ Bồ Tề Sư Đạo Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức đang có mặt trong lớp học ngày hôm nay. Kính chào đại chúng, xin phép được bắt đầu khóa kinh ngày mùng năm Tết. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Iti piso Bhagava Arahaṃ Sammā Sambuddho Vicca Charana Sambanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Manusānaṃ Buddho Bhagavati Tang Arahati Gunasaṃ Yottaṃ Buddhaṃ Sirasa Namāmi Taṃ Ca Buddhaṃ Ime Sakare Hiyapipu Chayami Swakhato Phagavata Thammo Sangyetiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Bacchatang Vedetapo Vanyo Hetitang Swakhata Diguna Sangyotang Thammang Sirasa Namamitang Chathammang Ime Hisakare Hiyapipu Chayami Suttatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ucupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyajapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Savaka Sangho
Yadi dam jata ripurisa yuga ni atha purisa mukkala e safaga wato sa waka sangko ahu nai yo ma hu nai yo dakhi nai yo hang chali karani yo anotarang bunya khetang loka satitang supati panna diguna sang yotang sangkhang sirasa nama Amitang cha sangkhang ime hi sakkare hi apipu jayami Sambuthe atavi saing cha dvata saing cha sahasa kebaing cha sata sahasa Hinama hi sirasa ahang te sang dhammaing cha sangkhang cha anare Anama mihang namakara nufave nahan tua sape upatave Aneka antaraya pivina santo ase sato Sambuthe pancha panya sancha chatuve sati sahasa kelasa sata sahasa Minamahi sirasa ahante sangham mancha sangham Jadare nanamamiham namakara nufave nahan tuasape Upatave aneka antaraya vivinasan tuase sato Sambuddhe navota sate atachata le sasahasa kewe sati sata sahasa Inama nisirasa ahante sandham mancha sangham ja adare nanama mihang namakara nukhave nahang kuasate upatave aneka antaraja pivinasam tuase Sato Bahum saha samapinim mitasa Uthantang rime kalang uditakho Rasase namarang dana ditham Avitina citawa munindo Tante jasa pawantute Caya manggala nimara Dire kamapiyo citasa Parating goram banala Wakama kamata tajakang kanti sudan Tawitina citawa muhindo tante jasa pawakute caya manggala ninala giring kacawarang ati mata putang dawa gija kamasani wasudarunan tang metam buse kawitina citawa muhindo tante jasa pawakute caya manggala ni ukhitaka gamati hata sudaru Nantang hawang tiyo chanapathang gulimalawantang Iti pisang katamano citawa munindo Tante jasa pawatute caya manggala Nikatwa nakatamudarang iwaga finiyang Cincha jarutawajanang Chanaka yamache sante naso navitina citawa munindo tante jasa pavatute caya mangala nisachang vihayamati sachakavadake Tung nada filo pita manang ati anta putang banya padi pacarito citawa munindo tante jasa pawantute caya manggala ninang lo panang tapu cagang wiputang maheteng bute na tera pucage nada ma pajanto itu pade sawitinga citawa munindo tante jasa pawantute caya Manggala nidokya haditha puchage Nasudataha thang rammang visuthi chuti metri paka Thithanang nyana gade navitina Thitawa munindo tante jasa pavatute Chaya manggala nieta thibutha chaya manggala Atagatha yowa chano dinadine sarate matanye Tua ne kavikvita ni chupata vami mokhang sukhang atigame yanaro sapanyo.
Mà vương biên ngàn tay cầm khí giới đủ loài cởi gói ri mê khá la cùng vô số binh ma. Vang rền như sấm đông quyệt chiếm đoạt bồ đoàn Phật cảm thắng ma vương bằng ba la mật hành. Do Phật lực vô biên cầu thành muôn phúc lạc giả xoa a la và ca hùng bào hơn ma vương. Chiêu căng và từ phù suốt đêm trổ thần lực quyết chiến cùng thế tôn Phật cảm thắng giả xoa. Bằng quy đức này do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Vội na la giri bì phục rượu uống say nộ khí như lửa rừng, như sấm sét chân đồng, như xa luân bào khí. Phật điều phục vôi cuồng bằng từ tâm vô lượng, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Angulimala cuồng tính và tính nhuệ giết người chẳng ngón tay kết làm tràn đeo cổ. Cầm gương toan diên Phật đường xa ba do tuần Phật đồ kẻ hiếu sát bằng thần thông nhiệm màu. Do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc nàng mỹ nữ chiên cha dạ dạng như thai phù vũ cao đức trọn lành. Giữa đạo tràng thính chung đức Phật cảm thắng nàng bằng an nhiên chánh định do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Du si sa cha ca vôn lời cầu kiêu mạng với tâm tư si ám dương cao cờ kiệt chấp Phật độ kẻ lầm mê. Bằng hào quang trí tuệ do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Nành đô ba nành đá rộng chúa đại thần lực chấp định kiến sai lầm dùng thần thông thì quỷ vây Phật và thánh chúng. Đức điều ngự huấn thì tôn giả mục kiền liên biên thành đại long vương chê ngự rộng chúa dự do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Đại pháp thiên ba ca có pháp cao cường hào quang sáng vô đường lòng nhiêu mạng tà kiến. Tự phụ đức thuần tịnh Phật cảm thắng phạm thiên bằng nhẫn thiên trùng trí do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Người hiền trí tinh cần ngày đêm thường trì niệm tám cam thắng nhiệm màu tiêu trừ mọi khổ chướng chứng an lạc giải thoát. Yang dun nimittang awa mangalang chayo cha mana po sakuna sasato papa kahodo subinang akantang murpa lupa we na wina samentu. Yang dun nimittang awa mangalang chayo cha mana po sakuna sasato papa kahodo subinang akantang thamma lupa we na wina samentu. Yang dun nimittang awamangalang chayo cha mana bo sakuna sasado babakaho do subhang akantang sangha lupawe na wina samento dukha pata chanit dukha faya pata chanit faya soka pata chanit soka honto sate pipanino etta vata cha amhe sampatang bunya sampadang sape dewa numodantu sapa sambati siti yadanang dadantu sapa yasilang rakantu sapa dapa wana fidata huntu gacantu dewa tagata sape buta pata pace ka nang cha yam balang arahang ta nang cha te che narakhang bandha visapaso.
Mahakaruniko natho hita cha sapa bani nang bu re toang parami sapa pato sambo timo tamang ete na sa cha wache na ho tu te cha yamang galang cha yan po po ti ya mu re sa kya nang nan ti watano re wang toang vicha yo ho hicha ya su cha yamang gale apara chita pan lang ke se patavi bhakare apise ke sapapothananga kapato pamodati sunatha tang sumangalang subhapatang subhoti tang sukhano sumohoto chasuye tang ramachari supadakinang kayakamang vachari cam bada kinang bada kinang mano cam mang vani ti te bada kinang ikatuan hala phantate bada kine sakatwa po taratanang mo satang mo tamang varang tang deva mano sanang mo tate che nasoti nana santu patawa sape dukha vo basamentu te sakatwa ham maratanang o satang mo tamang varang varila ho basamanang ham mate che nasoti nana santu patawa sape ya wo basamen tu te sakato sankaratanang wo satang wo tamang varang ahunayang bahunayang sankate che nasotina nasam tubata wasate ruga wo basamen tu te yang kinciratanang loke vichati vivitang uturatanang wo tasamang natitasma sote pawan tu te yang kinciratanang loke vichati vivitang buturatanang hamma samang natitasma sote pavan tu te yang kinciratanang loke vichati vivitang buturatanang sangha samang natitasma sote pavan tu te sape sata hawe ra hontu sukhita hontu nidukha hontu apya bacha hontu anika hontu dika yuka hontu aroga hontu sambate isame chantu sukhi atanang marirarantu dukha pata janit dukha paya pata janit paya soka pata janit soka hontu sape vipanino akasatha chapumatha devanaga mahitika punyang no anmodan chukirang rakkantu sasanang rakkantu no garo rakkantu nyatayo rakkantu panino rakkantu no sana. Kính thưa đại chúng, có kinh năm ngày mùa năm Tết chúng con đối với tụi sinh thỉnh từ đại chúng đảm được trở lại. Kính trường chư tăng chùa Viên Giác Vĩnh Lộc đã thực hiện khóa lễ tam bảo vừa rồi. Thưa quý vị, chúng ta mong rằng hình ảnh thiêng liêng của Đức Phật và lời dạy của Ngài sẽ là một ân lành gọi nhùm cho tất cả chúng ta trong cuộc sống, ở trong sự tu học và ở cả mọi cái suy tư, để chúng ta có thể sống tốt hơn, sống hiền thiện hơn, sống lợi lạc hơn cho bản thân và cho những người xung quanh. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua phần tiếp theo là chúng ta nói về cái định hướng của rừng Phật Pháp Bodh Dhamma. Đây là một đề tài lớn, mặc dù chúng ta đã sinh hoạt trong 21 năm qua rồi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn luôn luôn
tìm cách để cải thiện sinh hoạt. Bởi vì không phải cái gì mà chúng ta làm mà chúng ta cảm thấy rằng như vậy là tốt thì chúng ta dừng chân ở tại đó. Dĩ nhiên là để có được sự tồn tại trong thời gian dài như vậy, chúng ta đã có được những thành tựu. Mà những thành tựu này tạo cho chúng ta lý do để tồn tại. Thí dụ như, nếu chúng ta chỉ vào đây đơn thuần gặp nhau cho vui, thì có lẽ là chúng ta không thể kéo dài, lâu dài được. Bởi vì như quý Phật tử thấy, cuộc vui nào nó cũng chỉ có một giai đoạn thôi. Chúng tôi biết rằng có nhiều vị thì có cái cảm hứng gặp nhau vui vẻ là tổ chức những cái room sinh hoạt ở trong Bò Thót, nhưng mà cũng không kéo dài được lâu. Chúng tôi luôn luôn tin rằng một lý do mà Chư Tăng và Phật tử đã chịu khó, đã kiên trì với thời gian qua, bởi vì chúng ta thấy được cái lợi ích trong việc tu học. Và sự lợi ích đó không phải đơn thuần là do chỉ có cái nhu cầu cá nhân của chúng ta, mà chúng ta thấy rằng quả thật lời dạy của Đức Phật là một kho tàng. Và trong kho tàng đó chứa đựng rất nhiều những giá trị. Và mỗi một trang kinh, mỗi một lời dạy của Đức Phật và mỗi một cái suy tư của Chư Tăng và quý Phật tử đều cho chúng ta được cái chất liệu để trưởng thành trong giáo pháp của Đức Phật. Cái chất liệu để nuôi dưỡng cái đời sống lành mạnh tinh thần. Và thưa quý vị, dĩ nhiên là bên cạnh cái giá trị thiêng liêng đó thì chúng ta cũng nhận ra được một cái lợi ích khi mà việc tu học của chúng ta không phải là một nỗ lực mang tính cá nhân. Lớp Phật Pháp này được một cái thắng duy là có sự góp mặt của nhiều chư tăng. Chúng tôi luôn luôn tin rằng đây là một ở trong những chìa khóa quan trọng của sự tồn tại. Thật ra mà nói thì suốt thời gian khi mà chúng tôi vào chùa còn nhỏ cho đến bây giờ đó, thì chúng tôi thường gặp phải một cái trường hợp là chư tăng mặc dù xuất gia cùng tông phái, cùng thầy tổ nữa, nhưng mà kiến hòa lại không có đồng giải. Chúng ta khoan nói đến giới hòa, hay là lợi hòa, hay là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa. Cái sự bất đồng, chánh kiến, nó không phải chỉ xảy ra trong phạm vi chính trị, xã hội, mà cái tri kiến khác biệt, nó cũng tạo nên những cái ốc đảo cô lập, mà khiến cho rất ít các vị tu sĩ có khả năng hợp tác chung với nhau trên phương diện tu học. Mỗi vị có một ý, mỗi vị có một cách hiểu Phật Pháp. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả chư vị giảng sư trong room đều chỉ có một cách hiểu giống nhau. Và quý vị cũng thì dễ dàng nhận thấy được là thỉnh thoảng giữa chư tăng vẫn có những cái khác biệt ở trong cách nhìn, ở trong cách hiểu Phật Pháp. Nhưng mà sự khác biệt đó nó không quá lớn, mà trái lại nó chỉ tạo ra cái nét phong phú. Cái căn bản của chúng ta là một cái niềm tin sắc son vào lời dạy của Đức Phật, một niềm tin vào Tam Tạng Kinh Điển, một niềm tin vào kho tàng kinh điển của giáo hệ Pali. Căn bản của chúng ta vẫn là chúng ta học ở trong một tinh thần cởi mở. Nếu chuyện đó cần phải bàn thì chúng ta nên bàn. Nếu có sự khác biệt thì chúng ta sẽ chấp nhận sự khác biệt. Và chúng ta không thấy được là những cái khác biệt ở trong căn tính, ở trong cảm nhận,
ở trong pháp giảng dạy, nó nên là một vấn đề để chống đối, để gây gắt với nhau. Mà trái lại chúng ta thấy đó là sự góp phần làm cho việc tu học trở nên phong phú hơn. Thưa quý vị, trở lại với cái định hướng của chúng ta. Lâu nay thì chúng ta vẫn có 5 cái nguyên tắc rất là dễ thấy, rất là rõ ràng. Thứ nhất là định hướng của chúng ta là làm thế nào để trong cái sinh hoạt học Phật Pháp luôn luôn đi càng gần, càng sát với Tam Tạng Kinh Điển. Tức là cái kho tàng, là cái kim chỉ nam, là cái nền tảng mà chúng ta không thể thiếu được. Này có nghĩa là từ ngày thứ nhất mà lớp Phật Pháp Buddha Dhamma ra đời với danh nghĩa là Rung Diệu Pháp cho đến bây giờ, thì thưa quý vị, chúng ta vẫn lấy Tam Tạng Kinh Điển là một chuẩn mực. Điều thứ hai là khi mà nói đến Tam Tạng Kinh Điển là chuẩn mực thì chúng ta luôn luôn cố gắng để đem tất cả những cái nỗ lực, những cơ hội mà chúng ta có được, làm sao cho quý Phật tử khi mà vào tham dự có thể làm quen với Tam Tạng Kinh Điển. Dĩ nhiên là điều này không phải là một chuyện dễ, bởi vì thưa quý vị, Tam Tạng được kết tập ở tại Ấn Độ, và khi sử dụng Tam Tạng Kinh Điển Pali thì chúng ta lại phải bám sát rất nhiều trong điều kiện có thể có được để trung thành với chánh kinh. Và trong chánh kinh thì chứa đựng rất nhiều cách trình bày cũng như văn phong hết sức là cổ điển. Và về điểm này thì chúng ta đặc biệt linh động để làm thế nào mà vừa dùng cái ngôn ngữ của thế kỷ 21 để chuyển tải những ý nghĩa vi diệu đã được trình bày trong một cái bối cảnh cũng như ngôn ngữ cách đây 25 thế kỷ. Điều thứ ba, thưa quý vị, một cái bản sắc ở đây mà trong rung chúng ta thường có, đó là nghe pháp đúng thời rồi, nhưng mà rồi lại phải có đàm luận pháp đúng thời nữa. Nghe pháp và đàm luận pháp là một trong những cái tiêu chí quan trọng của một người tu học. Đức Phật Ngài dạy trong kinh Mangala Sutta là nghe pháp đúng thời, đàm luận pháp đúng thời là những cái dấu hiệu tốt lành cho cái bất cứ cá nhân nào. Học thì phải hỏi, học thì có thảo luận. Quý vị Phật tử sẽ thấy một cái cơ hội rất lớn cho toàn thể quý Phật tử khi vào tham dự ở tại đây, là không phải chúng ta chỉ có những bài giảng của chư vị giảng sư, mà có rất nhiều vấn đề mà nó vốn cần đến sự thảo luận để tạo nên một cái khả năng là đào sâu vào những ngõ ngách. Tế nhị, có đôi khi một bài giảng nó không đủ tạo cho chúng ta sự chú ý, không đủ để cho chúng ta đi chuyên sâu vào, mà chính là sự thảo luận rất là quan trọng. Và thưa quý vị, điểm thứ tư mà chúng ta muốn xem như là cái nền tảng của cái định hướng chương trình là chúng ta phải học có phương pháp. Về điều này thì chúng tôi cũng phải thưa rằng nền giáo dục của Phật Pháp vốn là một nền giáo dục
lâu đời. Nền giáo dục đó đã trải rộng một chiều dài lịch sử, từ cái văn học trường khẩu của Ấn Độ sang một cái nền giáo dục Phật Pháp canh tân ở tại Tích Lan vào thế kỷ thứ 18-19. Và chúng ta cũng tìm thấy những phương pháp học rất cổ điển, từ chương nặng về học thuộc lòng của Miến Điện, cũng như tại các quốc gia Phật giáo khác. Chúng ta không có theo đuổi một cái định hướng là phủ bác tất cả những giá trị của nền giáo dục cổ điển. Bởi vì cho đến ngày hôm nay thì chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng những cái phương pháp học thuộc lòng, thí dụ như thỉnh thoảng quý vị nghe thì tòa từ siêu hay chư tăng giảng giải rung rung, như ngay cả đầu từ tòa từ siêu hôm nay cũng có nhắc đến những câu Phật ngôn, mà những câu Phật ngôn đó được nhắc đến bằng phản ngữ. Tại sao phải nhắc đến phản ngữ? Là bởi vì điều đó đó là một cái chuẩn mực chẳng những thiêng liêng mà nó còn là thống nhất tại các quốc gia Phật giáo. Chúng ta phải có một cái gốc chung với nhau, một mẫu số chung với nhau. Và để có được điều đó đó, nó phải đến từ một thứ mà chúng ta gọi là văn học truyền khẩu. Cái hình thái còn lại của văn học truyền khẩu ngày hôm nay đó là sự thuộc lòng. Dĩ nhiên là ngày nay chư tăng chỉ còn một số rất ít có thể nằm lòng tam tạng, chỉ còn một số rất ít có thể nói lên tất cả những gì Đức Phật dạy bằng cách thuộc lòng. Mà thật ra càng ngày càng ít có việc học thuộc lòng. Nhưng học thuộc lòng là một cái di sản còn lại của nền văn học truyền khẩu. Và thưa quý vị, một cái di sản khác rất là quan trọng của nền giáo dục cổ điển đó là pháp số. Chúng tôi nói cổ điển ở đây đó thì cũng là một cách miễn cưỡng, là bởi vì nếu bây giờ quý vị đọc vào trong những tài liệu giáo khoa hay là những tạp chí như là Reader's Digest thì quý vị cũng thấy rằng người ta vẫn cố gắng để vận dụng những con số 5 điều, 7 điều, 8 điều để giúp cho cái trí nhớ của chúng ta dễ dàng ghi nhận, dễ dàng khắc sâu vào trong bộ nhớ. Thật ra thì không phải là tự nhiên mà người ta đưa ra 3 cái phương pháp để làm sao mình học được. Như là họ nói rằng phải review, phải recite, phải recollect, vân vân. Hay là người ta nói đến 7 cái nguyên tắc của một người lãnh đạo, hay là có 9 điều mà một người đi du lịch cần ghi nhớ. Những con số người ta nói đó, nó một phần là của cái nền giáo dục hôm nay, nhưng mà nó cũng cho chúng ta thấy cái giá trị của pháp số thời xưa. Dĩ nhiên có những con rất là tròn trịa, chúng ta không thay đổi được. Thí dụ như về tứ đế, về tam học giới định tuệ, đó là những con số mà hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rải rác đó đây rất nhiều những con số, ví dụ như là những cái đặc tính của đất, đặc tính của nước, của lửa, của gió, 4 điều, 5 điều, 7 điều, 8 điều, vân vân. Những điều đó có thể nói thêm nó bớt, nhưng mà rõ ràng là những con số đó rất lợi ích cho cái trí nhớ của chúng ta. Nó như là một cái gì đó mà tự nhiên, nếu chúng ta nói tràng giang đại hải mà không đưa ra pháp số thì thật ra trí nhớ của chúng ta dễ dàng đi vào ở trong một cánh đồng mênh mông của tri thức mà chúng ta không có nắm bắt, không có tồn động lại lâu trong tâm khảm. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng nền giáo dục cổ điển vẫn có một cái giá trị đặc biệt. Và thưa quý vị, một ở trong những cái di sản còn lại của nền giáo dục cổ điển
mà chúng ta vẫn còn lợi lạc được, còn hưởng rất nhiều, đó là thi ca. Chúng ta nói về gatha của Ấn Độ, chúng ta nói về những bản thánh thi, chúng ta nói về những bản trường ca, chúng ta nói về câu hò điệu hát, chúng ta nói về bắn dương lục bát, song thật lục bát, chúng ta nói về văn vân. Những điều này được tìm thấy tận ở trong những bài kinh qua những kệ ngôn mà từ kim khẩu của Đức Thế Tôn. Sau khi Đức Phật Ngài đưa lên những lời dạy thì Ngài lại đọc lên những kệ ngôn. Và những kệ ngôn đó nó không nhất thiết là hoàn toàn đi vào trong tâm tưởng của chúng ta, bởi vì chúng ta lớn lên bằng một ngôn ngữ khác. Nhưng mà may mắn hay là nếu trong Phạn ngữ có kệ ngôn, có gatha, thì trong văn học của chúng ta vẫn có thi ca. Dù đó là lục bát, song thất lục bát, hay là ở trong thể ngũ ngôn, hay là bất cứ thi kệ nào, thì cho dù sao đi nữa thì chúng ta không thể diễn tải một cách mượt mà những cái âm tiết của thi ca. Nhưng mà bằng một hình thức nào đó, đó thì chính những bài kệ ngũ ngôn, hay là nếu đẹp hơn chúng ta có những cái bài kinh Pháp Cú được thi hóa, thì thưa quý vị cũng giúp cho chúng ta rất nhiều. Nên khi chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tiếp tục một cái định hướng là học Phật phải có phương pháp, và cái phương pháp phải được khẳng định qua các giáo trình, chứ chúng ta không có chỉ tùy tiện nói một cách suông miệng. Nói thì cũng nói được, nhưng mà nếu quý vị để ý thấy rằng ở đây chúng ta bỏ công sức ra để tạo nên những giáo trình có phương pháp, thật ra đó cũng là một trong những phương châm của lớp Phật Pháp, mà cũng là định hướng của lớp Phật Pháp Buddha-Dhamma. Và sau cùng thưa quý vị, một cái định hướng mà chúng tôi tin rằng rất là căn bản, đó là cái tính cách ứng dụng thực tiễn của Phật Pháp trong đời sống hàng ngày. Phật Pháp không phải là một hệ thống triết lý, Phật Pháp cũng không phải là một hệ thống tín ngưỡng có tính cách thuần về tôn giáo, mà Phật Pháp căn bản là một lối sống hiền thiện, lối sống khai phóng, lối sống dẫn đến giác ngộ giải thoát. Tại sao nếu một người học Phật mà quên đi cái giá trị thực tiễn được áp dụng trong đời sống hàng ngày, thì như vậy chúng ta quên đi điều rất là quan trọng. Ở trong tất cả mọi trường học mà chúng ta đọc kỹ từ trong kinh điển, thì lời dạy của Đức Phật luôn mang tính thực tiễn. Đức Phật Ngài không dạy cho chúng ta những điều chỉ để thỏa mãn tri thức, suy tư viễn vông, mà Ngài dạy chúng ta làm sao có thể áp dụng những điều đó vào trong cuộc sống hàng ngày. Thật ra với năm cái tiêu chí vừa rồi đó, chúng tôi nghĩ rằng luôn luôn là một cái cơ sở rất là căn bản, là chúng ta phải luôn cải thiện, luôn tìm cách để cho người Phật tử làm sao mình học mình tu. Nhưng mà rồi mình học mình tu phải có y cứ vào trong cái chuẩn mực của kinh điển, chứ không phải là tùy tiện. Chúng ta phải làm sao học có phương pháp, chúng ta làm sao học có tinh thần thực tiễn. Và thưa quý vị, trước khi mà thảo luận với chư tăng á, thì chúng tôi cũng xin để có một việc hỏi riêng Thượng Tọa Tự Siêu, là hiện nay chúng ta đang có cái giáo trình Thắng Pháp, mà chúng ta đang đi vào trong cái bài học sắp tới là phần dạy về người, cõi và nghiệp. Hôm trước thì có nghe Thượng Tọa Tự Siêu một lần đề cập đến là cái phần cuối cùng để kết thúc cho cái giáo trình tốt yếu về Thắng Pháp. Nhưng mà cũng được nghe là Thượng Tọa cũng đã soạn xong cái phần tốt yếu của Duyên Hệ,
Thật ra thì khi học Thắng Pháp, nếu chúng ta nói về cái tinh hoa của Thắng Pháp thì có nhiều, nhưng mà nếu chúng ta học mà không học phần duy hệ là một điều rất đáng tiếc. Và xin được hỏi Thừa Tọa Từ Siêu rằng, nếu cái phần duy hệ đã được soạn xong phần thoát yếu, thì Thừa Tọa có nghĩ rằng sau phần về người cõi nghiệp thì Thừa Tọa có thể dạy thêm phần duy hệ không? Và nếu được thì Thừa Tọa hoan hỷ cho biết. Xin kính thỉnh Thừa Tọa hoan hỷ trở lại. Không biết Thừa Tọa Từ Siêu có nghe được không? Dạ thỉnh Thừa Tọa. Dạ thỉnh Thừa Tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch trên Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Cái quyển Thoát Yếu A Tỳ Đàm là chúng tôi đã hoàn tất hôm 27 Tết và chuẩn bị năm ra riêng, là chúng tôi sau khi in xong cái quyển Thanh Tịnh Đạo Yêu Lược thì chúng tôi sẽ tiếp tục cho in Thoát Yếu A Tỳ Đàm chính chương. Thực ra thì chúng tôi cũng rất hoan hỷ để dạy cho đủ cái chính chương trong phân bộ Abhidhamma Mathasanghaha. Nhưng vì lúc trước đó, chúng tôi nhận thấy rằng ở trong room chúng ta chỉ có thể lãnh hội được 7 chương, còn 2 cái chương sau thì chúng tôi có cảm nhận là Phật tử chúng ta sẽ khó lãnh hội, bởi vì cái chương sau là cái phần Paccayasanghaha, tức là thoát yếu duyên trợ. Trong cái phần thoát yếu duyên trợ này nó có hai, một là duyên hệ Patthana Paccaya, hai là Paticca Samuppada, tức là duyên sinh hay là thập nhị nhân duyên. Thì nếu mà học được cái này đó thì chúng tôi nghĩ nó cũng rất là bổ ích cho quý vị, bởi vì nếu mà học A Tỳ Đàm, nếu mà học Vi Diệu Pháp mà chúng ta không biết gì về duyên hệ hay là không biết gì về duyên sinh đó, thì xem như là chúng ta chưa có được sâu sắc lắm thưa quý vị. Chưa học A Tỳ Đàm chưa có được sâu sắc lắm nếu mà bỏ hai cái duyên này. Rồi cái duyên thứ và cái chương thứ chín, cái chương thứ chín cũng là quan trọng, là thoát yếu về nghiệp xứ Kammathana Sagaha, tức là nói đến Samatthana là chỉ nghiệp xứ, là đề mục thiền chỉ, cách tu tập thiền chỉ. Và Vipassana Kammathana tức là quán nghiệp xứ, là đề mục thiền quán, cách tu tập thiền quán, để chứng đắc được tu tập thiền chỉ, để chứng đắc được định và thần thông. Và tu tập thiền quán là để đắc được đạo quả. Cho nên nếu như mà chúng tôi có nói chuyện với đại đức Từ Tri là cái này, bởi vì Thượng Tọa Giác Đẳng là chủ nhiệm room
Cho nên tùy, nếu như mà trước đây thì chúng ta nói như vậy, nhưng mà nếu như thượng tọa chủ nhiệm mà thấy rằng cần thiết và để học cho nó hoàn tất á, hoàn tất cái phần thoát yếu ở tỳ đàm áp phích trong bát thất sanh á, thì thượng tọa cứ lên tiếng thì chúng tôi cứ theo đó mà chúng tôi làm thôi, chúng tôi theo đó chúng tôi giải thôi. Bởi vì bây giờ cái giáo trình đã soạn xong rồi, không còn cái gì để nữa. Bây giờ chúng tôi đang soạn qua cái bộ khác, và sẵn đây chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý vị là sắp tới đó, sau khi mà 32 bài của Pali Giở Lộng đã kết thúc, thì chúng tôi sẽ đề nghị với thượng tọa giác đẳng là vẫn duy trì cái môn học phản ứng Pali, nhưng mà kỳ này học Pali qua kinh Pháp Cú. Pali qua kinh Pháp Cú thì chúng tôi đang soạn cái giáo trình từ hôm mùng 1 Tết cho đến bây giờ. Cái cách mà chúng tôi trình bày thì thưa quý vị, nó cũng dễ hiểu, không có khó, là bởi vì chúng tôi trình bày để cho Phật tử chúng ta học không, vừa biết được kệ ngôn Pháp Cú, mà chúng ta vừa biết được từ vựng của kệ ngôn đó, rồi chúng ta biết được chuyển văn xuôi từ cái kệ ngôn đó. Mà khi mà chúng ta muốn hiểu cái bài kệ Pháp Cú là chúng ta phải chuyển thành văn xuôi. Thành văn xuôi có nghĩa là chúng ta sắp xếp lại cũng bao nhiêu từ đó, bao nhiêu từ ngữ ở trong bài kệ đó, nhưng mà sắp xếp lại thành văn xuôi. Khi mà chúng ta đọc qua là chúng ta hiểu được cái nội dung của bài kệ đó rồi. Rồi chúng tôi lại cho thêm một phần nữa là cái phần duyên sự. Bởi vì ở trong những cái quyển, chẳng hạn như là Kinh Pháp Cú, chú giải của Ngài Hòa Thượng Pháp Minh chẳng hạn, hay là cái quyển Kinh Pháp Cú Thí Dụ, thì trong đó có những cái câu chuyện, những duyên sự nó quá dài. Vì ở trong cái bộ chú giải Pháp Cú của Ngài Phước Thân Cô Xá thì Ngài kể cái câu chuyện dài lắm thưa quý vị. Có nhiều khi cái câu chuyện đó kể về cái chuyện quá khứ, nhân vật này nhân vật kia, nó không có dính dấp gì đến bài kệ cả. Cho nên chúng tôi chịu khó, chúng tôi tóm tắt lại. Còn như cái quyển Pháp Cú của Ngài Narada đó, mà Bác Phạm Kim Thái dịch đó, thì tích truyện nó quá ngắn, có đôi khi chỉ có một hai dòng thôi, tức là vị tỳ kheo nọ có cái sở hành như vậy, rồi Đức Thế Tôn thuyết bài kệ trên rồi xong. Cho nên chúng tôi không có dài dòng, nhưng mà cũng không có quá tóm tắt, mà chúng tôi làm vừa chừng để chúng ta đọc chúng ta hiểu được cái nội dung của câu chuyện có liên quan đến cái lời thuyết giảng của Đức Phật về cái câu kệ Pháp Cú. Thì như vậy chúng tôi nghĩ rằng là đối với cái giáo trình Pháp diễn giảng, chúng tôi lấy cái tựa quyển sách là Pháp Cú diễn giảng, thì chúng tôi trình bày, lúc ban đầu chúng tôi trình bày sáng một, nhưng mà sau đó thì chúng tôi bỏ, chúng tôi chỉ lấy ba mục thôi, tức là duyên sự, thích từ và chú giải cho một câu Pháp Cú, vậy là đủ rồi. Thì ở đây đó, sẵn khi mà nói đến định hướng trong năm nay của cái rùm lớp Phật Pháp, thì chúng tôi có hai điều mà thượng tọa giác đẳng vừa nêu khi nãy, là một
là cái giáo trình thắng pháp. Cái giáo trình thắng pháp đó, thì nếu như mà thượng tọa chủ nhiệm râm mà đồng ý và quan hỷ khích lệ đó, thì chúng tôi sẽ tiếp tục giảng đến chương thứ 8 và có thể luôn chương thứ 9 cho nó hoàn tất. Nhưng mà phải nói là cái này cũng hơi hai cái chương sau là hai cái chương nặng ký đấy thưa quý vị. Là quý vị Phật tử chúng ta cũng hơi đau đầu á, bởi vì cao cấp quá. Rồi thứ hai nữa là chúng tôi sẵn cái dịp này chúng tôi cũng giới thiệu thêm về cái giáo trình môn học mới, cũng là học cái môn phần ngữ Pali. Nhưng mà chúng ta học Pali phần ngữ qua kinh Pháp Cú, thì như vậy chúng ta vừa học Pali mà chúng ta vừa học thêm Phật pháp, thì cái đó cũng hay thưa quý vị. Thì chúng tôi xin có một vài lời để chia sẻ như thế này. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bố Thầy. Sa thú kính thưa thượng tọa tổ sư. Nói cái này thì nghe hơi kỳ, nhưng mà thượng tọa tổ sư là người lớn nhất trong room mà đến đây thượng tọa chưa lì xì cho ai hết. Thì có lẽ hôm nay thượng tọa chấp thuận để giảng hai bộ đó giống như lì xì cho lớp đầu năm. Chúng ta sẽ rất là hoan hỷ để có được phần dạy duyên hệ và dạy về những đề mục chỉ quán kéo dài trong lớp thắng pháp. Chúng ta nên học cho đầy đủ, như vậy thì cũng là một điều đặc biệt rất là hoan hỷ. Và cũng là một điều hoan hỷ khác, một món quà xuân rất ý nghĩa là thượng tọa thông báo sau khi mà chúng ta học hết 32 bài Bali vỡ lòng thì chúng ta sẽ tiếp tục giáo trình phản ngữ qua cái một cái giáo trình gọi là học phản ngữ hay là học Pali qua kinh Pháp Cú. Chúng tôi bảo đảm với quý vị, không phải bảo đảm mà chỉ cam đoan 100% là cái học Pali qua kinh Pháp Cú sẽ hấp dẫn sẽ hấp dẫn hơn tất cả giáo trình Pali cũ. Bởi vì thưa quý vị, môn này cho chúng ta nhiều thứ lắm. Và quý vị cũng không nên nghĩ đây là một điều hoàn toàn mới mẻ đâu. Mà thật ra nếu vị nào biết thì ở tại các quốc gia như là Campuchia, Thái Lan, Miến Điện thì học Pali mà lớp sơ cấp là học kinh Pháp Cú. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ các vị hay nói học Thammapada là Thammapada, học kinh Pháp Cú, chứ không phải là hôm nay chúng ta mới có học phản ngữ và kinh Pháp Cú đâu. Dĩ nhiên là học cái đó nó mang tính cách khác nữa, nhưng mà trong lớp học này đó thì chúng ta sẽ có được một sự cống hiến. Và chúng tôi tin rằng sự cống hiến này là kể ra cũng là một cái sắc thái rất là đặc biệt. Đó là thượng tọa Từ Siêu sẽ có một phần để soạn lại cái kinh Pháp Cú bằng văn xuôi. Mà văn xuôi đây là tiếng Phạn đó. Dĩ nhiên văn xuôi tiếng Việt thì chúng ta có bản dịch của Pháp Hoàng Kim Khánh nè. Và sau này cũng có bản dịch của Hòa Thượng Thiện Siêu. Nhưng mà văn xuôi mà trong bản dịch tiếng Việt thì không có gì đáng kể. Nhưng mà trong tiếng Phạn mới là kể. Bởi vì quý vị biết rằng ở trong cái thể Gatha, ở trong cái thể kệ đó, có nhiều khi cái nguyên một bài kệ như vậy mà chủ gích nằm ở câu thứ ba, hay là cái động từ nó nằm ở câu thứ nhất, động từ nằm câu chót, nằm đủ chỗ. Thật ra một cái vị mà những vị mà học phản ngữ thường hay than phiền là những bản kinh cổ giống như Suttanipata hay là kinh Pháp Cú đôi khi dịch cũng mệt lắm. Nhưng mà thường thật sự làm công việc cho chúng ta là chúng ta sẽ có một cái bản phạn văn kinh Pháp Cú bằng phạn xuôi. Đây là một cống hiến và chúng tôi tin rằng nếu quý vị biết giá trị đó, quý vị sẽ rất là hoan hỷ. Như vậy thì chúng ta có hai món quà của thượng tọa Từ Siêu cho ngày đầu xuân. Cái này chúng ta cứ tính xem như là lì xì của thượng tọa cho tất cả chúng ta trong năm mới. Bây giờ thì thưa quý vị, bước sang một cái câu thảo luận khác.
Mà câu này thì xin được thỉnh ý kiến của Thượng tọa Pháp Tân. Không biết Thượng tọa Tân có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng tọa Tân nghe được, xin thỉnh Thượng tọa có ý kiến góp ý cho điểm này. Dạ, Thượng tọa Tân là có một số Phật tử email và text message quý vị có cái đề nghị là trong lớp Phật Pháp Phước Thích Tham Ma thì chúng ta dạy quá chuyên sâu vào trong tâm. Thì các vị nói rằng tại sao mình không có giảng một môn Phật Pháp, tức là mình vẫn giữ như vậy nhưng vẫn giảng một Phật Pháp với những cái đề tài mà nó có tính cách là phổ thông hàng ngày. Dạ, phổ thông hàng ngày. Ví dụ như là ngày hôm nay người ta nói về chuyện là vợ chồng đối xử với nhau như thế nào, trong học trong kinh điển, hay là cái việc Phật tử đi chùa như thế nào, vân vân. Thì cũng có trả lời cho các vị rằng mặc dù chúng ta học chánh kinh như là học, chúng ta đang học bộ tương ưng bộ, nhưng mà những đề tài tương bộ thì cũng có nhiều đề tài cũng gần gũi với đời sống chứ không phải là hoàn toàn kinh điển. Thì Thượng tọa Pháp Tân Quang Hỷ chia sẻ một vài cái cảm nhận Thượng tọa là chúng ta có nên tiếp tục hoàn toàn giảng những môn học có tác chuyên sâu, hay là chúng ta nên có một cái môn mà tương đối là người ta tìm thấy Phật Pháp gần gũi hơn trong đời sống không? Và những cái môn Phật Pháp mà giảng cho chánh tăng hiện nay đó có những giá trị thực tiễn cho chúng ta không? Hay là chỉ là mang tới cách là kinh viện, mang tới cách là bác học chuyên sâu thôi? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Tỳ Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tỳ Tri, Đức Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, theo cảm nghĩ của con thì con nghĩ như thế này. Từ xưa tới giờ lớp Phật Pháp Buddha Dhamma tiền thân là lớp học diệu pháp, thì con nghĩ rằng mình cũng có dạy chuyên sâu, có dạy chuyên sâu rất là nhiều, đặc biệt là xoáy sâu vào trong trong tam tạng kinh điển. Thì ở đó kinh điển, tức là kinh tạng, thì được các ngài chuyển tải rất là nhiều. Rồi vi diệu tạng cũng có, luật tạng cũng có. Những cái vấn đề mà nó liên quan đến luật tạng, những cái vấn đề mà liên quan đến vi diệu tạng, thì con nghĩ rằng các vị giảng sư, đặc biệt là các vị tôn túc đã có chuyển tải rất là nhiều. Dạ. Trong cái nội dung của các cái bài kinh, bài giảng của các vị, con thấy từ xưa tới nay thì cũng có vừa chuyên sâu. Riêng về ở trong tam tạng kinh điển thì theo con nghĩ rằng ngay cả ở trong những cái giáo điển tam tạng đó, chính tạng đó, mà các ngài giảng nó cũng có mang cái nội dung mang tính thưởng thức cũng rất là nhiều, nó liên quan với cuộc sống hàng ngày. Nếu mà chúng ta để ý kỹ và chúng ta có cái sự xuyên suốt đó, thì cũng bắt gặp được những cái lời dạy của Đức Phật qua những cái đời sống hàng ngày của mình rất là nhiều, về cách này hoặc cách nọ, ở đối tượng này hoặc đối tượng nọ, chứ không phải là chuyên sâu về trên phương pháp tu tập không, mà ở đó nó cũng liên quan đến những lời dạy cho những hàng cư sĩ để có cái cách tạo nên cái sự hạnh phúc và tu tập cho mình rất là nhiều. Tuy nhiên thì con thấy phần lớn thì chính vì vậy đó cho nên là râm Phật Pháp mới tồn tại với một thời gian dài. Mà những cái người ham học, những cái người Phật tử muốn tìm hiểu đó, thì
thì thật sự là đi vào trong rung Phật Pháp Buddha Dhamma thì chúng ta học rất được nhiều, nếu chúng ta có cái sự xuyên suốt trong suốt cái quá trình từ xưa tới nay, thì con nghĩ rất là nhiều pháp để chúng ta học lắm. Tuy như vậy thì con nghĩ rằng là với một ai đó thì mới đó, và tức là người ta không đi chuyên sâu đó, thì những người đó muốn có những cái đề tài chuyên về cái gì đó, ví dụ lấy cái đề tài gì đó để giảng cho nó gần gũi, thì con nghĩ rằng là cái đó cũng là do diễn đạt của các vị giảng sư. Nói gì thì nói, giống như là chúng ta dựa trên cái Phật Pháp, dựa trên cái giống như cái điều mà Thượng Tọa Giác Đẳng nói khi nãy, dựa trên cái giáo điển, dựa trên cái giáo điển đó xem như là cái rường cột để rồi nó không đi xa với cái tôn chỉ của đạo Phật, cũng như là mục đích của rung Phật Pháp Buddha Dhamma để chuyển tải Phật Pháp. Nhưng mà cái cách chuyển tải thì con nghĩ rằng do mỗi vị thôi, do mỗi vị giảng sư. Con nghĩ rằng nếu mà ngoài các vị tôn túc á, thì các vị có những cái đề tài đi chuyên sâu, giống như con nghĩ rằng cái món ăn á, thì còn có nhiều thứ, rồi nó tạo nên nhiều cái khẩu vị khác nhau. Và chư tôn đức á, thì các ngài đi vào cái nội điển chuyên sâu để rồi Phật tử có thể muốn tìm hiểu về nhiều khía cạnh và đi chuyên sâu vào thì nó cũng rất là lợi lạc. Tuy nhiên cũng có một số thì chúng ta mới, thì chúng ta muốn nghe những cái điều gì nó dễ nghe hiểu, thì con nghĩ rằng do cái cách diễn tải nữa. Nội ở trong giáo điển thì tại vì mình theo cái giáo trình tới cái bài nào, thí dụ như giảng về tương ưng thì tới giờ cái bài nào đó thì cái bài đó nội dung đi chuyên sâu, thì cái vị giảng sư đó phải chuyển đạt theo cái tính cách gần như là chuyên sâu, tùy theo khả năng của cái vị đó. Còn cái nội dung của cái bài đó mà nó mang cái tính thường thức trong đời sống hàng ngày, thường thức trong đời sống hàng ngày như là bổn phận làm con, làm cha, làm mẹ, là những cái cách để làm cho một cái người thương buôn bán, hay là những cái đối tượng mà chúng ta nghe nó rất là đời thường, bình thường ở trong đời sống của mình, thì các vị đó cũng diễn đạt theo cái cách của diễn đạt theo cái cách của bình thường để chúng ta nghe, chúng ta dễ hiểu. Và theo chúng tôi nghĩ rằng món ăn thì cần có nhiều thứ để tạo nên cái khẩu vị khác nhau, khẩu vị khác nhau. Và ở đó thì khi mà mình Phật Pháp á, thì nếu mà mình đã nghe quen rồi đó thì mình đi chuyên sâu thì nó rất là bình thường. Mà chúng ta lại học Phật Pháp thì không phải là chỉ bấy nhiêu, như bản thân của chúng tôi thì diễn đạt như vậy, nhưng mà tới ngày tệ siêu thì ngày giảng ấy, thì nó lại là đi vào một cái chuyên sâu hơn. Thì quý vị nghe như vậy đó thì quý vị sẽ được nhiều cái lợi lạc. Lần này đó quý vị nghe như vậy, lần sau quý vị nghe cũng đề cập tới vấn đề đó, hay hoặc là liên quan đến vấn đề đó, thì các ngài giảng giải liên quan đến vấn đề đó, nhưng mà cái nghe sau đó thì quý vị lại hiểu một cách rất là sâu sắc hơn nữa. Thì theo chúng con nghĩ rằng là trong Phật Pháp thì để mà tạo nên một cái rường cột và để có một cái sự gắn bó lâu dài mà duy trì cho đến ngày hôm nay đó, thì đó là chính là nhờ bám sát vào Tam Tạng Kinh Điển. Và những người mà ham học, từ học sơ cơ, học lần lượt đi vào cái chuyên sâu, thì người đó phải theo đuổi để rồi trong mỗi buổi học mình có cái lợi lạc. Trong mỗi lúc, mỗi nơi, rồi trong mỗi thời gian mình đều có cái sự lợi lạc đó.
thì con nghĩ là như vậy. Và Phật pháp thì nếu ban đầu thì mình nghe nó dễ, những cái gì, những đề tài, những cái bài kinh dễ nghe, giống như là nó mang tính phổ thông hay là đời thường đó, thì chúng ta dễ nghe. Nhưng mà rồi thời gian sau thì chúng ta đi vào cái chuyên sâu. Cũng ngay ngay cả hội chúng ở bên ngoài cũng vậy. Nếu mà chúng tôi nói ở đây đó, nếu mà ai mà nghe nghe những cái đề tài, nghe vui vui, cười cười, hay là nghe để có một cái chích gì đó mang tính mà giáo dục hay là hướng dẫn nhẹ nhẹ đó, thì giống như chúng ta nghe cái đề tài của Ngài Bủ Chánh, Ngài giảng. Có một số Phật tử thì họ thích như vậy. Nhưng mà một Phật tử đi chuyên sâu đó thì họ vẫn thích Ngài Tỳ Siêu giảng. Tại vì họ nói là cái cốt lõi, cái nền tảng Phật pháp như vậy, và nhờ như vậy mà họ thích tìm hiểu cái chuyên sâu. Thì mà quý vị thấy là phổ thông á, thì đại đa số, nhưng mà đại đa số đó thì hỏi rằng bao nhiêu người đi chuyên sâu thì cũng rất là ít, không có, hay hoặc là rất là ít. Còn nếu mà là đi chuyên sâu á, thì một số phận nào đó cũng nghe chuyên sâu, nhưng mà rồi họ nghe, họ thấm nhuần đó, thì cái người đó đó họ càng ngày càng lý thú trong cái thích thú hay quan hỷ trong cái sự ham học. Đây là cái ý mà con nghĩ rằng qua cái nhìn nhận của con, thì con nghĩ ở trong cái lớp học cũng vậy. Từ cái việc mà giảng dễ nghe, rồi cho đến những chuyên sâu, chúng ta không có bỏ cái chuyên sâu hay là bỏ cái nội điển giống như là một. Dạ, quý vị còn nghe không ạ? Dạ, quý vị còn nghe không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức Tề Tri. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng Phật pháp thì nhờ các ngài đi vào chuyên sâu để giữ cái rừng mối đó, và những ai chuyên học thì sẽ tìm hiểu rồi lần lượt. Chúng ta ban đầu thì chưa quen, nhưng rồi sau dần chúng ta sẽ học được nhiều cái mới, cái lạ, và những cái sâu đó nó trở thành những cái mà hết sức là vững chắc sau này cho chúng ta. Đó là như vậy. Rồi đó là món ăn, thì chúng tôi nghĩ rằng có nhiều cái khẩu vị khác nhau, có nhiều cái hương vị khác nhau để tạo nên cái sự đa dạng và phong phú đó. Con xin có cái ý để góp qua cái câu hỏi của Thượng Tọa. Con xin xuống mít kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Pháp Tần rất nhiều với chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo thì xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin Thượng Tọa quan hỷ. Dạ vâng. Thượng Tọa Tuệ Quyền, có một vài Phật tử email nói rằng chúng ta nên đem Phật pháp đến cho tất cả mọi người. Và một điều mà đôi khi các vị cảm thấy hơi thất vọng, đó là chư tăng trong lớp Phật pháp Buddha-dhamma thỉnh thoảng có đề cập đến những cái dị biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông, giữa Đại Thừa và Nguyên Thủy. Thì các vị nói rằng, tại sao mà chúng ta không nên nói cái gì nó gọi là mẫu số chung, nói cái gì mang tính hòa độc. Bởi vì Phật tử vào nghe thì họ nghe, nếu mà mình không nói lên những cái việc thì nó cũng lợi lạc cho mọi người. Và thỉnh thoảng chư tăng nói đến cái sự dị biệt Nam Tông Bắc Tông thì khiến cho một vài vị cảm thấy không có hoan hỷ và không có tiếp tục vào rung nữa. Thì sẽ hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền là ở trong lớp Phật pháp của Thamma thỉnh thoảng chúng ta nói như vậy nó có đụng chạm nhiều không, và chúng ta có nên nói hay là chúng ta có nên trình bày về sự dị biệt một cách nào đó để lợi lạc cho mọi người hơn là gây ra cái bất lòng không? Thì về điểm này là một điểm rất tế nhị, xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya, và con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ sư phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng. Tạm mình là Đức Tuệ Tri, Đức Tuệ Đức Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào quý tu nữ cũng như Phật tử.
Và kính bạch thượng tọa, để đứng trên cái nhìn của chính con thì phải nói rằng là trong Phật pháp Bồ Tát Tam Bảo chúng ta thuyết pháp thuần túy, cho nên thần giáo điển nguyên thủy là Phật dạy. Và xét cho cùng cơ kỹ thì chúng ta cũng chả có phê phán, có đụng chạm cái chuyện gì ở bên giáo lý của truyền hay giáo lý đại thừa. Ở đó chúng ta có thể có những lúc có sự phân biệt, nó gì biệt đó thì và chúng ta cũng đâu có nói rằng đây tức là cái sự so sánh để tự ai muốn chọn như thế nào, muốn nghe, muốn thực hành như thế nào. Cái đó là tùy ý kiến của từng cái vị đó. Sự thật ra như vậy. Và có thể nói rằng là xuyên suốt, có thể nói rằng bao nhiêu năm qua, chúng ta chưa bao giờ có một cuộc hội luận mà để mà phân tách cái lý đại thừa, cái lý nguyên thủy, hay cái lý bất truyền, cái lý của nam truyền gì cả. Mà bởi vì ở đây là chủ trương trên giáo lý truyền thống nguyên thủy, thì chúng ta có cái sự dị biệt thì trình bày qua như vậy, có sự khác biệt là nó khác hơn. Ở đây giáo lý nguyên thủy nó phải nói như thế này, còn giáo lý đại giáo ngày hôm nay bắt truyền nói như thế kia thì đó là nó không đúng với tinh thần nguyên thủy. Chúng ta nói như vậy thôi, chứ không phải là chúng ta có một cái biện giải lý giải cái điều này đúng sai, hay là điều này hay điều kia tốt vân vân. Thì đấy là một điều mà chúng ta nhiều khi nếu chúng ta suy nghĩ kỹ lại thì những điều mà có lẽ là họ chỉ muốn với vào họ nghe, đến khi họ thấy nhiều khi thôi, và theo cái giảng của các vị của chư tăng, nhiều khi phân tích nó mạnh mẽ quá thì người ta cho là mình chống bán. Nhưng sự thật ra đứng được cái nhìn của chính con thì con thấy trong các vị giảng sư thì đâu có ai có chống bán cái gì, mà rất là bình thường, có sự phân tích như vậy thôi. Mà cái điều này nó cũng vượt ngoài đi ngược lại cái tinh thần Phật pháp nữa. Thuyết giảng thì để ta nghe, chứ không phải ý kiến mà chê bai nó xúc phạm, hoặc là chúng ta nó có một cái sự so sánh hơn, hoàn toàn không phải vậy. Mà chỉ là trình bày rồi chúng ta ai muốn nhận như thế nào nhận. Còn để mà nếu như mà tinh thần mà họ yêu cầu mà để chúng ta cho tinh thần phổ cập á, thì nó đi ngược lại cái tôn chỉ của chúng ta. Nếu phổ cập thì cuộc sống này thì chúng ta sẽ có một chương trình văn nghệ ở trong rung Phật Pháp Bút Thất Tham Má, rồi chúng ta có một chương trình có nghĩa là nghị sự, thời sự, có một chương trình thảo luận về từng cái thời cuộc cái như thế này, như thế kia, vân vân. Ở đây thì không có. Chúng ta chỉ những cái gì đó mà nó đang xảy ra, nó nóng, mà nó thiết thực để chúng ta nên nắm bắt, nên hiểu. Chẳng hạn như bệnh dịch COVID mà Long Thượng Tọa cũng nhắc, cái đó là nó cũng mang tính tức là thời sự, để tất cả nó có cái sự chuẩn bị, chứ không phải là nói về thời sự, hay là đâu đó có những cái tin tức gì đó mà nó mang tính phổ cập cho cái đời sống thiết thực hiện tại trong sinh hoạt của mình. Thượng Tọa nói qua chỉ là nói lên để cho tất cả được hiểu, chứ không phải là mang một chương trình mà truyền tin tức về thời sự, vân vân. Thì cái điều này thì chúng ta có đôi khi mình được phổ cập như vậy là quá tốt đẹp rồi. Có đôi khi chúng ta cũng nhẹ nhàng và nó trong một khoảng thời gian ngắn. Chứ còn như lời của Thượng Tọa ta nói, con cũng chấp nhận điều đó. Phải nói rằng là tinh thần giá trị nguyên thủy, những lời Phật dạy nó đã quá phổ cập ở trong tinh thần tu học của mọi người. Tại chúng ta không chịu thẩm nghiệm, tại chúng ta không chịu đọc nhiều, chịu nghe nhiều. Và chúng ta chỉ nghe ở một cái đoạn nào đó. Thí dụ giờ hôm nay họ vô họ giờ nhầm nghe cái giờ Bali, hay nhầm nghe cái giờ Vi Diệu Tạng, thì dĩ nhiên rằng đang nói về một cái tinh thần của Bali thì nó phải như vậy, tinh thần của Vi Diệu Tạng thì nó phải như vậy, chứ không thể thay đổi được. Thì ăn thua từ cái cách diễn giảng của vị thôi. Vậy cho nên
chứ còn cũng không có xúc phạm, cũng không có phải tán thán, cũng không có đề cao, cũng không có chuyện gì mà gọi là để mà chúng ta đứng ra cái nhìn chúng con, để mà họ cảm thấy bị xa cách. Chính cái sự xa cách đó là họ thiếu kém, thiếu cái duyên thôi. Duyên với cái room này, với tất cả các vị giảng sư, với tất cả những người đồng hành trong room hôm nay. Chứ sự thật ra thì xét kỹ thì có thể nói rằng chúng ta không có phê phán ai cả, mà chính chúng ta giữ một cái tiêu chí, giữ một cái phương hướng mà chúng ta đã tồn tại cho tới bao ngày hôm nay, cho tới ngày hôm nay, suốt 20 mấy năm qua là như thế. Chứ còn bây giờ thì tính cái gì nữa, hết rồi, bao nhiêu đó mà chưa đi hết tam tạng kinh điển. Thì đứng cái nhìn của chính con thì đây là, dù cho họ nói như thế nào, đó là cái quyền suy nghĩ của họ, nhưng chúng ta phải lập trình trên một cái phương hướng mà chúng ta đi, thì chúng ta vẫn tiếp bước như vậy. Và cái phương hướng đó là phương hướng đúng, và nó cũng cập nhật, nó cũng phổ cập, và nó cũng rất là cập nhật đối với cuộc sống hiện đại, đối với sự sinh hoạt của mọi người. Chứ còn những gì cần đổi thay thì Thượng Tọa đã đổi thay, những gì cần có thể bổ khuyết thì chúng ta đã bổ khuyết. Và nếu như có cái gì hay nữa thì chúng ta vẫn tiếp tục. Nhưng mà trên cái tinh thần, trên cái tông chỉ, trên một cái quyết định của chúng ta đã quyết rồi, thì con nghĩ rằng chúng ta vẫn giữ cái giá trị truyền thống. Đây cũng là gìn giữ cái mạng mạch, gìn giữ một cái trạng thái nguyên nguyên của tam tạng kinh điển, của lời Phật dạy mà bao đời nay các vị thầy của chúng ta và tới chúng ta, và mong rằng tương lai những người sau cũng làm như thế, thì chắc chắn Phật pháp nó cũng được soi sáng, Phật pháp cũng được giữ gìn, Phật pháp cũng được sự của đại chúng. Thì con xin có đôi lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thêm thì kính cũng tình Thượng Tọa. Nam Mô Phật Thầy. Sao tôi kính trình Thượng Tọa Tuệ Quyền. Sư Minh Thông với Sư Minh Thông có cần biết được không? Nếu Sư Minh Thông đang ở trước máy, Sư Minh Thông hoàn kỹ cho biết. Sư Minh Thông có vị Taxi Message cũng đề nghị, mà không phải là một vị mà cũng có 5-7 vị đó, nói rằng chúng ta nên hướng cái sinh hoạt cũng như sự giảng dạy trong room đó thành một đạo tràng thì Phật tử sẽ tham dự đông hơn. Các vị tin như vậy bởi vì ngày nay đó thì đa phần là những cái YouTube mà đông người theo, hay là những thầy giảng dạy nhiều đó, thì sự giảng dạy nó mang tính cách là một cái đạo tràng, đặc biệt là mang nặng về tính cách tinh lý tôn giáo. Ví dụ như là vào trong đó là niệm Phật, hay hoặc giả là có cái cách sinh hoạt nào đó mà nó mang tính cách là, một là hấp dẫn trên phương diện văn nghệ, hay là nó mang tính cách nâng cao cái niềm tin về mặt đạo giáo. Và các vị nói rằng cái giáo trình của chúng ta nó có cách nửa vời, tức là lớp học thì nó không hẳn là lớp học, mà đạo tràng thì nó không hẳn là đạo tràng. Thì Sư Minh Thông là một nhà giáo, Sư Minh Thông là một người chuyên sâu về giáo dục, nói rõ hơn Sư có bằng tiến sĩ về giáo dục nữa, thì Sư Minh Thông có ý kiến gì về vấn đề giáo trình mà chúng ta đang thực hiện ở trong trung Phổ Pháp Bích Thách Tham Ma không? Xin kính thỉnh ý kiến của Sư Minh Thông.
Sư Minh Thông Bây, Sư Hoa Kỳ xem là biết ở trong rung vẫn chưa nghe được. Dạ, dạ bây giờ dạ, bây, con xin lỗi. Bây giờ nghe được. Dạ, dạ, nghe được. Dạ con thấy là con rất là quan hỷ khi mà nghe sư phụ nói về cái đề tài này. Thì từ khi mà con đi vào Phật giáo thì con có nghe được giảng dạy là người chúng ta là tu hành theo một vị Phật, thì cái vị Phật đó thì chúng ta phải biết là một vị Phật lịch sử, tức là có mặt trong thời gian này, có được sanh ra. Thì nghe nói Thế Tôn của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài sanh ra, rồi khi mà ngài sanh ra đó, được ông A Sa Chí ổng nói rằng cái ngài ông một vị mà tôn túc ở bên Tây Tạng bay qua, thì nói là có một vị nhân ra đời đó, cái vị đó nói nói là như ngày sau này là sẽ trở thành cái gì là một vị là nếu mà không có tu hành đó, thì sẽ là chuyển ngưng thánh vương, còn tu hành đó, thì sẽ là một cái vị một vị Phật vĩ đại đó. Thì lúc đó có một cái người mà trẻ tuổi nhất trong 8 người mà Bà La Môn mà giơ ta lên, nó nói là ngài này chắc chắn là Đức Phật, vị hoàng tử này nó sẽ trở thành một Đức Phật chứ không phải là một vị chuẩn lương thánh vương. Và cái điều đó thì cho chúng ta thấy rằng là một vị Phật ra đời là phải là một vị Phật lịch sử, tức là có sinh ra trên trần gian này. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta biết rằng ngài năm ngài 16 tuổi thì ngài được kết hôn với bà Gia Du Đà La. Rồi năm ngày 35 tuổi thì ngài xuất gia, năm ngày 29 tuổi thì ngài xuất gia tu hành. Vậy năm ngày 35 tuổi thì ngài đã đắc đạo ở ngay tại cội cây Bồ Đề ở bên Ấn Độ bây giờ. Thì tất cả những sự thật đó là một sự thật mà chúng ta biết rõ ràng. Và con nghĩ rằng khi mà chúng ta tu hành thì chúng ta phải biết rằng chúng ta tu hành đúng với một vị Phật đó. Và một cái vị Phật này con được biết rằng thì cái một vị Phật nó có ba hạng Phật, là một vị Phật đi bằng con đường trí tuệ. Thì cái người mà đi bằng con đường trí tuệ đó thì cần 20 A Tăng Tỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất. Rồi có những đi bằng đường đức tin và con đường bằng con đường tinh tấn. Thì đức tin và tinh tấn thì cần thời gian nhiều hơn là 40 A Tăng Tỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất, và 80 A Tăng Tỳ Kiếp, 100.000 đại kiếp trái đất. Thì đó là những điều mà con được học được như vậy. Và một cái A Tăng Kỳ Tiếp, kỳ A Tăng Tỳ Kiếp là bao nhiêu? Thì người ta nói là sự thật ra cái chữ mà A Tăng Xây Giá đó, là một cái số lượng mà cái trí tuệ con người không có thể tưởng tượng được nổi. Thì nhiều người nói rằng đó là một con số. Ví dụ mình nói là A Tăng Kỳ Kiếp là một con số 1 thì cộng 140 con số 0 nữa. Thì ví dụ bây giờ nói là nếu mà nói 1.000 là 3 con số 0, số 1, số 3, 0, rồi 1 triệu là 1 con số 1, giờ 6 con số 0, rồi 1 tỷ, 1 số 1 thì 9 con số 0, là mới 9 con số 0, rồi thiếu thêm 12 con số 0 nữa thì mình không biết gọi là cái gì. Rồi nó bây giờ 140 con số 0 mình biết con số nào. Cho nên là một vị Phật ra đời, thí dụ bây giờ chúng ta còn sống trong trần gian này mà chúng ta biết là Thế Tôn đã ra đời ở bên Ấn Độ, rồi tu hành thành công, rồi đắc đạo ở bên chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, mà chỗ cái chùa mà có cái gia phía sau lưng to lớn mà chúng ta thường thường đi qua Ấn Độ biết cái chỗ đó đó, chúng ta tin tưởng rằng đó là một vị Phật. Bởi vì một cái vị Phật mà ra đời là một cái sự hiện hữu, một cái sự diệt sử mà rất là quan trọng và rất là có phước cho những ai mà sanh cùng thời với Đức Phật. Mà bây giờ mặc dầu chúng ta không sanh cùng thời với Đức Phật, nhưng mà giáo pháp của Ngài vẫn còn đầy đủ ở đây. Về kinh tạng thì có 5 bộ là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh và... rồi đó, rồi có tạng A Di Pháp, rồi tạng luật thì có đầy đủ hết ráo.
Vì vậy cho nên chúng ta rất là may mắn được sống trong cái thời điểm mà cái giáo pháp của Thế Tôn còn tồn tại. Kính thưa sư phụ, đó là những cái điều mà con thấy là chúng ta rất là hãnh diện và hạnh phúc được sống trong giáo pháp của Thế Tôn, mà chúng ta biết chắc chắn là Thế Tôn là một người đã ra đời, đã tu hành, đã giáo pháp để giảng dạy, và Ngài đã giảng dạy 45 năm và để lại cho chúng ta một kho tàng kinh điển đầy đủ và quý báu vô cùng. Đó là cái hạnh phúc mà chúng ta được biết. Và con xin được trao mai cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những điều mà sư phụ giảng dạy cho chúng con, những bài học mà bổ ích để có thể tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thú, xin truyền sư Huyền Thông. Và bạch thưa thầy sư, nếu thầy sư còn ở trước máy, xin thầy tọa hoan hỷ trở lại. Bạch thưa thầy sư, hôm nay chúng ta kết thúc chương trình sinh hoạt Tết Nguyên Đán và ngày mai khởi sự trở lại với cái chương trình bình thường của năm Nhâm Dần. Thì tỏ quan hỷ có một vài chia sẻ, không biết là thì tỏ có ý kiến là những điều gì mà chúng ta nên gia giảm, chúng ta nên thêm bớt ở trong chương trình sinh hoạt, chương trình giảng dạy của Phật Pháp Bodh Dharma không? Nếu có, xin kính thỉnh thì tỏ. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Trong lớp học của chúng ta, mọi việc đã ổn định, chúng tôi thấy không có cái gì phải thêm hay bớt. Chỉ có điều là xin tòa nhất đẳng sắp xếp lại, vì sắp tới đây đó, nếu mà cái ngày nếu mà học hết cái giáo trình đó, thì học hết giáo trình Phạn ngữ dở lòng, rồi chuyển sang học Phạn ngữ học Pali qua Kinh Pháp Cú, mà chúng tôi phải đảm trách thêm cái ngày thứ sáu. Như vậy thì một tuần lễ là cái chúng tôi phải đảm trách 3 ngày, ngày Chủ nhật, ngày thứ năm là A Di Đà, bây giờ kéo dài thêm 2 chương nữa, rồi đến cái ngày thứ sáu thêm một môn nữa, môn Pháp Cú nữa, còn 3 ngày chắc là ông già chắc phải lên trần quả sớm. Quý vị biết là có người họ nhìn chúng tôi, họ nói rằng chúng tôi sống chỉ có thêm 8 năm nữa thôi, thêm 8 năm nữa thôi. Cho nên bây giờ nếu mà thêm như thế này nữa thì một tuần một 3 ngày, cộng thêm một ngày của ngày thứ bảy của cái lớp Pháp Cú Kinh chuyên đề, chúng tôi dạy ý kiến của tất cả, thêm ngày nữa là 4 ngày, một tuần chúng tôi phải đảm trách 4 ngày, thì như thế chắc đi sớm quý vị. Cho nên xin thượng tọa sắp xếp bố trí lại, có thể là hết cái chương này, hết cái chương thứ 7 là chương thoát yếu ngoại lộ, người cõi nghiệp, thì lúc đó cũng vừa hết cái môn
Bali vỡ lòng mà do thượng tọa Giác Đẳng đảm trách, thì lúc đó xin thượng tọa tìm cách nào để bớt, để chia bớt cho chúng tôi cái ngày thứ năm đi, bớt ngày thứ năm, tức là cái ngày thứ năm có thể là thượng tọa giảng cái môn gì đó. Chúng tôi chỉ giảng ngày Chủ nhật, ngày thứ sáu thôi, ngày Chủ nhật thứ sáu hai môn. Chủ nhật thì dạy cái môn Atidam, còn cái ngày môn Thắng Pháp, còn cái ngày thứ sáu thì dạy cái môn Pali Pháp Cú, chỉ hai môn rồi. Chúng tôi chỉ có ý kiến như vậy, xin thỉnh thượng tọa trở lại. Bạch sư huynh, sư đệ có đề nghị như vậy là sư huynh dạy một lớp thắng pháp một ngày để tiếp tục cho cái phần duyên hệ. Một tuần sư huynh dạy một ngày thắng pháp duyên hệ và một ngày dạy phản ngữ qua kinh Pháp Cú. Sư đệ sẽ phụ trách ngày thứ năm cũng giảng thắng pháp, nhưng mà sư đệ sẽ soạn cái giáo trình thắng pháp theo cái bản Abhidhamma Sangha, sư đệ sẽ dịch và chú thích để làm cái giáo trình ở trong lớp học. Tức là mình vừa đi vào phần duyên hệ nhưng mà mình trở lại cái phần căn bản của thắng pháp. Sư huynh có thấy như vậy được không? Tức là sư đệ sẽ tiếp tục dạy thắng pháp, nhưng mà sư đệ sẽ dạy lớp thắng pháp nhưng mà thắng pháp lại trở lại ban đầu, tức là mình cũng sử dụng cái Abhidhamma Sangha, nhưng mà sẽ có một cách trình bày mới. Thì như vậy chúng ta có hai ngày thắng pháp và một ngày pháp cú. Dạ, sư huynh có hoan hỷ như vậy không? Nếu sư huynh đồng ý như vậy thì sư huynh sẽ bớt đi một ngày dạy thắng pháp, tức là sư huynh còn một thắng pháp mỗi tuần một ngày, và một ngày nữa là dạy phản ngữ theo qua kinh Pháp Cú. Dạ vậy là tốt quá. Nếu mà sư đệ giúp sư đệ dạ, có cái định hướng như vậy thì tốt quá, sư huynh hoan hỷ. Dạ sa thú sư huynh. Dạ bạch Thi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, như vậy thì hôm nay chúng ta đã hoàn thành cái chương trình sinh hoạt của Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Và trong mấy ngày qua thì kể ra chúng ta sinh hoạt có cái cách là đặc biệt, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta trở lại với một vài cái suy tư về cái định hướng của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma ngày đầu năm. Nó cũng kể như là ngày sinh hoạt của chúng ta vậy, nhưng mà nó nối liền. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn thắng pháp và Thiền Tổ Tự Siêu sẽ giảng vào ngày mai. Xin rất là tri ân Thiền Tổ Đức đã dành thời giờ vào tham dự buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Đảnh lễ quý ngài và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin thay mặt cho chư tăng cầu chúc tất cả chư Phật tử có một năm mới được an lạc, cát tường, và xin Phật pháp luôn luôn soi sáng cho mỗi bước đi trong cuộc đời chúng ta. Là một cái thầy dạy sa thú thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức ngài Từ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng đã cho chúng con lì xì rất là quý báu. Dạ con xin thay mặt đại chúng trong rùm thành kính tri ân quý ngài thật thật là nhiều. Dạ, bây giờ thì sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rùm, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tương chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư.
Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đại yêu trời cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ tri ân với ngài Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.